Bắn đi, nhanh lên, trẻ con thắng. Ôi trời, nào để tớ, đưa đây. Tớ là tớ mà. Cậu bảo cho tớ chơi cùng con gì? Tính chơi một mình vậy hả? Cậu có thấy không? Có gì kỳ kỳ ấy? Ôi không! Wow, tụi mình ở đâu đây? Không thể nào, nhìn xem, chúng mình đang ở trong thế giới Minecraft. Nè, cái gì vậy? Có vẻ chúng ta đang ở trong trò chơi. Nhìn này, giống trong Candy Crush nhỉ? Dễ ợt luôn. Được rồi, di chuyển viên này và viên này sang đây. Thấy chưa, tôi đã bảo mà, dễ. Gì vậy trời, kẹo ngớ ngẩn. Tôi cứ tưởng mình chơi cù lắm. Wow, cậu chơi dở ẹt thì có. Để tôi xử lý cho. Này, tôi đã bảo để tôi chơi mà. Cậu thử xui con gì. Quên là lúc nãy kẹo đổ hết lên người cậu à. Cậu có nghe thấy không? Ôi, không. Chúng mình phải kết thúc trò này, phải làm sao đấy? Tôi có cách rồi. Cậu làm gì vậy? Thời giờ đâu mà nhạt nhẽo. Này, xem đi, một thanh kiếm. Tốt, đúng thứ chúng mình cần. Cầm thế chắc tay ghê. Ok, tớ giữ chân bọn chúng, cậu chơi qua ván này. Mình làm được mà, mình chơi nhiều rồi. Thấy không? Yeah, tao có kiếm đấy. Đến lúc hạ đo ván rồi. Hay à. Cậu vẫn ổn đấy chứ? Chết nè, cả mày nữa. Ui không, một con đi qua mình rồi. Này thế đi, thêm một con nữa này. Ổn thôi, mình xử được mà. Chuẩn đấy, nhà vô đây. Ở đâu ra mà đông quá vậy? Xử mày nè. Đây, và một con ở bên này. Yes, thành công rồi. Cậu nghe thấy không? Tớ qua rồi, cậu ở đâu đấy? Cậu nói sao? Thắng cấp đội rồi à? Tuyệt, kết thúc trận đấu này thôi. Biến đi, bọn xấu xa. Thế thôi sao? Mình hạ hết tụi đó hả? Mình thắng rồi à? Tuyệt, ok tớ đến đây. Tớ nè, ok, sẵn sàng nhảy qua chưa? Đi thôi. Wow, nơi này khác hẳn luôn ấy. Chờ đã, tớ biến thành Mario sao? Tớ thì thành Lara Croft, đi tìm mộ thôi. Đi thôi, thích thì nhích luôn. Nhưng mà cậu có biết tụi mình đang đi đâu không đấy? Cây đẹp quá. Ui, trời ơi. Có chắc chúng mình không bị lạc không? Khu rừng này có vẻ rộng quá nhỉ. Wow, nơi này đúng là đẹp thật đó. Ê, nhìn kìa. Nào, đừng có nhà đồ bừa bãi thế. Rồi, xin lỗi, được chưa? Hay là mình sờ thử xem nó là gì nhỉ? Âu ui, đau thật đó. Chà, tớ vừa nói gì đấy? Thôi được rồi, cậu đúng, tớ xin lỗi. Lại chuyện gì nữa đây? Chuẩn bị đi, nhỡ có gì xấu xảy ra. Cái quái quỷ gì vậy? Cậu có nghĩ như tớ đang nghĩ không? Chạy mau. Nhanh lên, chạy tiếp đi. Đừng để nó tóm được. Nó vẫn đang đuổi theo. Nhanh. Không, tớ trượt chân. Đưa ta đây, nhanh lên. Sao nó đi nhanh vậy trời? Khoan đã, phải đi đường nào đây? Đi thôi, bên này nè. Không, phải là bên này mới đúng. Dừng lại. Ok, đứng yên đó. Tạo dáng để nó không thấy mình. Ôi trời ơi, tớ sợ hết hồn hết vía luôn. Wow, con quái vật đó ngốc nhỉ. Mỗi thế mà bị lừa. Ngốc như thế đúng là vô đối luôn đó. Nhưng mà cũng sợ thật đấy. Ôi không, lại là con quái vật phải không? Phải làm sao bây giờ? Ơn trời đất, chúng ta sang thế giới khác rồi. Ôi trời, nhìn cậu ngầu chứ kìa.
Ờ, đúng đấy. Còn cậu trông thú vị. Trời, sao tớ cứ vào vai ngớ ngẩn hoài. Ồ, hình như có gì đó xuất hiện. Cậu nghĩ đó là ai? Chắc tụi mình phải ra đó thôi. Cậu đi trước đi. Cậu dũng cảm quá đấy nhỉ. Rồi. Được rồi, có vẻ ta phải chiến đấu. Cậu chắc chắn sẽ thắng mà. Cậu đang là nhân vật ngầu đấy. Hồi hộp quá đi mất. Yeah, nhớ đá đi. Và xoay nữa. Zoom qua đi. Qua đây. Phew, yes, tớ thắng. Chẳng có gì bất ngờ hết. Giỏi lắm, cậu cừ ghê. Chuyện là số 2, không ai số 1. Ê, rồi kìa. Tới người đó. Khoan gì cơ, em á? Lên thì lên. Này, anh khỏe không? Nương tay với em nhé. Ok rồi, chết nè. Làm màu quá đấy. Chiến đấu đi. Em sẽ bay vòng quanh và bay trở lại đây. Wow, kỹ năng né đòn của mình đỉnh quá. Ok, mình có đòn mới đây. Ê kìa, mình sẽ lượn ra phía sau này. Gần thêm một xíu nữa. Thành công rồi, giờ thì cuộn thảm lại. Giống như cái bánh cuộn ấy. Yeah, mình vẫn thắng dù chẳng có cái quạt. Khoan, sao thế này? Tụi mình lại về đây. Ừ, nhưng ít ra tớ không phải làm ruồi nữa. Ai quan tâm chứ? Con quái vật chắc đang ở quanh đây. Ê, nó đứng ngay kia kìa. Nó đang đợi tụi mình. Con quái vật, này đợi tớ với. Là vách núi, cao quá. Không không không, con quái vật đang đuổi sát nút. Tớ không dám nhảy đâu, phải chạy tiếp thôi. Không. Ừ, mình còn sống. Úps, chạy tiếp thôi nào. Mày đuổi người khác không được à? Ow. Ok ok, mình lại sống một lần nữa. Lại nữa sao? Phải làm gì khác đi, hoặc chạy theo hướng khác thôi. Trời ạ, nó tóm được tôi nữa rồi. Rồi ạ, chạy thế đủ rồi. Ok, không hiệu quả rồi. Thôi, chạy tiếp vậy. Mình phải chạy đến một chỗ an toàn mới được. Thử hướng đó coi sao. Ước gì không phải đi một mình. Cô đơn ghê. Hay là mình cứ trốn ở đây cho rồi. Phải có cách nào đó chứ. Này, Mario, đang đây nè. Ôi trời đất, cuối cùng cậu cũng tìm thấy tớ. Nhìn kìa, có lối thoát. Tụi mình mau ra khỏi đây thôi. Về nhà rồi, về với số 3 thân yêu rồi. Con quái vật đó có đi theo không vậy? Không, an toàn rồi. Để, cậu cứ chơi đi nếu thích. Bạn sẽ muốn thử trò gì nào? Cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè của bạn và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này.